Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy, trong tháng 9, tuổi Dậu có những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 9 do được quý nhân mang đến vận tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch. Mở đầu. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi cho gia chủ tuổi Dậu tháng 9 năm 2022 về đường công danh, sự nghiệp tốt xấu đan xen. Dự đoán có nhiều khó khăn, bất lợi, nhưng mặt tốt là có sự đổi mới, mở rộng, làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Dậu phúc đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận cho chính tài các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay là dự định đổi mới, mở rộng, làm ăn kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn do hung tinh đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức, mọi thứ mới ổn định được. Trong tháng này, cần cẩn trọng khi hùn hạp làm ăn cùng người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tốn cả danh dự và tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Thách thức và cơ hội luôn song hành với nhau nên người tuổi Dậu vẫn luôn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạch Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt là bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 9 năm 2022 cho gia chủ tuổi Dậu trên phương diện sức khỏe không được tốt. Sức khỏe giảm sút nhiều so với thời gian trước, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần bệnh là do suy nghĩ nhiều vì áp lực cuộc sống mà ra, như đau nhức đầu, giảm sút thị lực. Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể thì đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Trong tháng này, nam nữ tuổi Dậu có hạn về xe cộ. Chính vì thế khi xuất hành ra ngoài thì nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần hung tinh luôn thường trực.
Các gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của sao chủ tuổi Dậu trong tháng này thì không được như ý. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do khác biệt về tư tưởng. Sự việc sẽ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận lại vấn đề. Ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc sắc số thị phi nào đó. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó mà vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý. Dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Phương diện sự nghiệp của gia chủ Đinh Dậu liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió trong tháng này. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất thì nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Theo góc nhìn tử vi tuổi Dậu năm 2022, tháng này vận khí của người Dậu sinh năm 1969 tương đối ổn định. Tuy nhiên, sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan và tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt là nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này, tốt nhất thì nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo lại gặp rắc rối. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong tháng này, tử vi người tuổi Tân Dậu cũng rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định, đặc biệt là nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này cũng không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Những người tuổi Quý Dậu đang tìm việc làm thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc là không uy tín, vừa lãng phí thời gian vừa hao tài tốn của nên cần cẩn trọng trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo thì sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Tử vi tháng Canh Tuất năm 2022 đối với gia chủ Ất Dậu thấy không được tốt cho việc học hành, thi cử đạt kết quả chưa được như ý, sức khỏe không được tốt, gia đạo tuy ổn định nhưng cần đề phòng bị ảnh hưởng bởi công việc làm ăn không thuận lợi. Tuổi Ất Dậu năm nay 17 tuổi còn đang là học hành, là chính nên tình hình vẫn còn nghịch ngợm. Họ thông minh, năng động nhưng lại kém tập trung khi là một mình và cần chi tiết, cẩn thận nên kết quả học tập không cao. Không nên trì hoãn những bài tập và ôn tập thi, tránh tranh cãi với bạn bè gây rắc rối cho phụ huynh và bản thân. Tập thể dục và giữ tinh thần thoải mái để làm tránh được những điều đó. Tháng này, những người tuổi Ất Dậu sẽ gặp đôi chút thăng trầm nhưng có thể vượt qua dễ dàng. Tâm tính mềm mỏng, thiện lương, gây thiện cảm với mọi người, tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao, tài tổ chức khiến họ dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đôi khi hơi tự mãn, xa rời thực tế, nghĩ mình làm được hơn, sinh mơ mộng là thất bại, gây chán nản. Tổng quát tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần.
Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ. Tháng Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi tuổi thìn. Đối với những người tuổi dậu trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 9, tức ngày 5 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 9, tức ngày 17 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi dậu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trùng Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi dậu trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi dậu trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.